Sáng nay 22 tháng 2, Sở Y tế Hải Phòng cho biết thành phố ghi nhận nữ điều dưỡng làm việc tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng đã có 2 lần xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Nữ điều dưỡng 26 tuổi trú tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên. Hiện nữ điều dưỡng được cách ly tại phòng áp lực âm thuộc cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Bộ Y tế chưa ghi nhận ca nhiễm này, vì vậy được xếp vào ca nghi nhiễm. Theo kết quả điều tra dịch tễ, bệnh nhân làm nhiệm vụ tiếp đón, phân luồng các bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng. Trong 14 ngày trở lại đây, bệnh nhân không đi ra khỏi Hải Phòng, không có triệu chứng bệnh hô hấp. Qua rà soát bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 12 F1 liên quan trường hợp này. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã có cuộc họp khẩn với liên ngành sau khi tiếp nhận thông tin về bệnh nhân này. Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng cũng bị phong tỏa, ngừng hoạt động tiếp đón bệnh nhân, phun khử khuẩn. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hàng trăm tấn nông sản của Hải Phòng cũng bị ứ đọng. Để hỗ trợ nông dân vượt qua thời điểm khó khăn này, thanh niên Hải Phòng đã tình nguyện tham gia hỗ trợ từ khâu thu hoạch đến vận chuyển và bán nông sản cho bà con. Đây là một trong những điểm hỗ trợ tiêu thụ nông sản của đoàn thanh niên Hải Phòng. Nơi bán hàng được hình thành chóng vánh và đơn giản ngay trước cổng thành đoàn Hải Phòng. Dù mới hình thành hơn một ngày, nhưng không khí mua bán tấp nập. Mình được biết đến chương trình này là do được các bí thư đoàn ở công ty đang công tác chia sẻ trên Zalo và trên Facebook. Thì ngày hôm qua thì nhận được cái thông tin này thì là sáng nay thì đã rủ các đồng nghiệp là cùng ra đây mua. Trước thực tế hàng trăm tấn nông sản của nông dân Hải Phòng bị ứ đọng do dịch COVID-19, ngày 19 tháng 2, Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng có công văn về việc vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân thành phố chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản của thanh niên khởi nghiệp và nông dân. Các đơn vị trực thuộc đã nhanh chóng triển khai, mỗi nơi có sự sáng tạo riêng để có thể bán và hỗ trợ nông dân nhanh và nhiều nhất. Sản ra thị trường, một số đơn mua các sản phẩm này tặng các bếp ăn phục vụ các khu cách ly tập trung. Với mục tiêu hỗ trợ tối đa để người nông dân thu hồi được vốn, Đoàn Thanh niên Hải Phòng đã huy động nhiều nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ chi phí thuê xe chở hàng, mở điểm bán hàng, huy động đoàn viên bán hàng tình nguyện. Toàn bộ tiền bán rau sẽ được hoàn trả cho các hộ dân vào cuối buổi bán hàng. Hôm nay 22 tháng 2, học sinh tại nhiều địa phương đã bắt đầu quay trở lại trường học, song vẫn thực hiện nghiêm các quy tắc phòng chống dịch bệnh. Sở Giáo dục Đào tạo Lào Cai thông báo, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên thực hiện nghỉ Tết Nguyên đán đến hết ngày 20 tháng 2 năm 2021, quay trở lại trường kể từ ngày 21 tháng 2. Riêng trẻ mầm non, thời gian nghỉ Tết sẽ kéo dài đến hết ngày 28 tháng 2. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cũng ban hành công văn, đồng ý cho học sinh khối lớp 9 trung học cơ sở và lớp 12 trung học phổ thông, cùng với học sinh các đội dự tuyển học sinh giỏi quốc gia khối 11 của trường trung học phổ thông chuyên Thái Bình được trở lại trường học từ ngày hôm nay 22 tháng 2. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cũng quyết định cho học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày hôm nay. Học viên, học sinh, sinh viên thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chuyên nghiệp do hiệu trưởng quyết định thời gian đi học theo kế hoạch đào tạo của nhà trường. Riêng học sinh trên địa bàn huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang đi học trở lại từ ngày 1 tháng 3. Nhằm tiếp tục hỗ trợ khách hàng, doanh nghiệp và cá nhân giảm bớt khó khăn vượt qua đại dịch, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank đã quyết định giảm đồng loạt lãi suất tiền vay cho toàn bộ dư nợ vay hiện hữu và cho vay mới của khách hàng trong thời gian 3 tháng kể từ ngày hôm nay 22 tháng 2 đến 22 tháng 5 năm 2021. Đối với khách hàng doanh nghiệp, Vietcombank giảm 10% số tiền lãi phải trả ngân hàng cho các khách hàng bị ảnh hưởng tiêu cực mức độ mạnh bởi dịch COVID-19. Khách hàng bị ảnh hưởng ít hơn được giảm 5% số tiền lãi phải trả. Khách hàng cá nhân vay vốn sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 sẽ được giảm 0,2% lãi suất vay vốn. Tổng số khách hàng được giảm lãi suất là 105.000 khách hàng với quy mô tín dụng là 350.000 tỷ đồng, chiếm trên 40% dư nợ của Vietcombank. Khu kinh tế Vũng Áng đang từng bước khẳng định vai trò đầu tàu thúc đẩy sự phát triển kinh tế tại Hà Tĩnh và góp phần quan trọng vào tăng trưởng quốc gia. Trong năm 2021, khu kinh tế Vũng Áng và Hà Tĩnh cũng đang tiếp tục triển khai nhiều biện pháp để tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư bằng nhiều giải pháp. Cảng quốc tế Lào Việt thuộc khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh trong ngày đầu năm mới. Hàng chục lượt tàu trong nước và quốc tế liên tục ra vào cảng để làm thủ tục xuất nhập khẩu. Các đơn vị quản lý đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, xử lý nhanh hồ sơ nhằm rút ngắn thời gian thông quan cho các doanh nghiệp. Chúng tôi đang tập trung đẩy mạnh công tác đầu tư bến số 3 và khu hậu cảng. Thì mục tiêu là trong năm 2021 là bến số 3 sẽ hoàn thành để đưa vào khai thác. Thì khi đó năng lực thông qua của cảng sẽ tăng lên nhiều và đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng tại khu vực Hà Tĩnh nói riêng cũng như là khu vực miền Trung và đặc biệt là các cái khách hàng phía Lào. Vấn đề thứ hai
Chúng tôi cũng thường xuyên kết nối với các chủ hàng để hai bên cùng trao đổi để thống nhất kế hoạch làm sao để đảm bảo thuận tiện và tiết kiệm về mặt thời gian, mặt chi phí cho các khách hàng. Còn tại khu công nghiệp Phú Vinh thuộc khu kinh tế Vũng Áng, hoạt động thu hút đầu tư kinh doanh tại khu công nghiệp này rất sôi động. Hiện đã có trên 10 đơn vị đăng ký đầu tư tại đây, trong đó phần lớn là các công ty đến từ Đài Loan, Nhật Bản với tổng mức đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Nhiều giải pháp đã được triển khai nhằm tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư. Khi doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp Phú Vinh, chúng tôi sẽ miễn thuế cho doanh nghiệp trong 4 năm đầu tiên và giảm 50% thuế trong 9 năm tiếp theo. Đồng thời, tạo điều kiện rút ngắn thời gian làm thủ tục đầu tư, hồ sơ hành chính để doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động. Trong thời gian tới thì chúng tôi đang tham mưu cho tỉnh sẽ thành lập một cái quỹ giải phóng mặt bằng để giải phóng mặt bằng sạch cho các ngay đặc biệt là các cái dự án lớn, dự án trọng điểm thu hút đầu tư của tỉnh. Đồng thời thì chúng tôi triển khai đồng bộ các cái giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính, tập trung để rồi thực hiện cái là một cửa tại chỗ tại khu kinh tế để tạo điều kiện là thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư vào khu kinh tế. Hy vọng rằng trong thời gian tới thì khu kinh tế nói riêng và Hà Tĩnh nói chung sẽ là điểm đến của các nhà đầu tư. Khu kinh tế Vũng Áng hiện có 141 dự án đầu tư còn hiệu lực, gồm 84 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 48.600 tỷ đồng và 57 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 13.500 triệu đô la Mỹ. Với những quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư cùng hệ thống chính sách đồng bộ, tỉnh Hà Tĩnh quyết tâm sớm đưa Vũng Áng trở thành khu kinh tế động lực có tầm cỡ quốc gia. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới, và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast, sách nói, chuyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng, và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay.